Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình hôm nay ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. 51 trẻ em thành phố Hồ Chí Minh phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19. Cảnh báo thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ tái phát ổ dịch. Trung Quốc đang xây gần 300 hầm chứa tên lửa liên lục địa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua 6 ngày tiêm chủng cho trẻ em. Theo đó, ghi nhận 51 trường hợp có phản ứng nhẹ sau khi tiêm, tất cả đã được xử lý kịp thời và ổn định. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến chiều ngày 1 tháng 11, thành phố đã tiêm vaccine cho 531.998 trẻ, bao gồm 212.372 trẻ từ 16 đến 17 tuổi, 319.626 trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Trong 6 ngày tổ chức tiêm chủng, ghi nhận 51 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực tiêm chủng cho học sinh từ đủ 12 đến 17 tuổi, tiếp tục ưu tiên vaccine cho nhóm sinh viên, công nhân đi từ các tỉnh thành khác về thành phố. Tất cả các học sinh không tiêm vaccine đợt này vì nhiều lý do như bệnh lý, chỉ định không tiêm hoặc chưa đủ tuổi vẫn đi học như bình thường. Các em sẽ được hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10, dự kiến sẽ kéo dài 5 ngày và thêm 2 ngày tiêm vét. Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ tái phát ổ dịch do số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng và lịch trình đi lại nhiều. Đa phần các ca nhiễm đều có triệu chứng nhẹ, tuy nhiên vẫn có ca chuyển nặng do chủ quan đã tiêm 2 mũi vaccine. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, thành phố bắt đầu ghi nhận ổ dịch cộng đồng trở lại. Mới đây, từ một số trường hợp tự khai báo triệu chứng và tự làm xét nghiệm COVID-19 ở một con hẻm trên đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10, cơ quan chức năng phường 6 đã tiến hành xét nghiệm và lấy mẫu các hộ lân cận. Kết quả có hơn 20 hộ ở con hẻm và các hộ ở đường Bà Hạc có cửa thông với hẻm này có ca dương tính. Tất cả người lớn đã được tiêm 2 mũi vaccine, còn số trẻ nhỏ thì chưa được tiêm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6, đây là ổ dịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn được phát hiện sau thời gian từ tháng 9 không có ca nhiễm. Con hẻm tập trung đông dân cư, trong tình hình mở cửa trở lại, người dân đi lại nhiều nơi, tiếp xúc qua lại nên nguy cơ lây lan cao và khó truy vết nguồn lây. Trưởng trạm y tế phường Tân Quý, quận Tân Phú cho biết, trạm y tế ghi nhận những ngày gần đây, số ca mắc bắt đầu có xu hướng tăng. Một ngày, trạm y tế ghi nhận 5-7 ca, đặc biệt vào tuần trước, trạm y tế ghi nhận chùm 10 ca bệnh ở một công ty do cùng sinh hoạt ăn uống tại chỗ. Một số ca sau khi điều tra dịch tễ cho biết di chuyển nhiều nơi, hiện nhiều người lo ngại thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch. Có giả thuyết đặt ra rằng Trung Quốc đang xây gần 300 hầm chứa tên lửa liên lục địa, bởi vì theo hình ảnh vệ tinh, Trung Quốc đang xây dựng các cấu trúc nghi là hầm chứa tên lửa có khả năng phóng tên lửa hạt nhân. Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng các cấu trúc bị nghi là hầm chứa tên lửa có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa tại 3 địa điểm và nỗ lực cải thiện khả năng hạt nhân của mình. CNN ngày 2 tháng 11 đưa tin, các chuyên gia từ một tổ chức nghiên cứu an ninh quốc gia nhận thấy Trung Quốc đã đạt được tiến độ đáng kể tại 3 khu vực được cho là có silo tên lửa ở miền Tây nước này. Đây là động thái tăng cường năng lực hạt nhân chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc. Điều đáng chú ý là quy mô và tốc độ của hoạt động này không giống với các hầm chứa tên lửa trước đây của Trung Quốc. Các tác giả cũng lưu ý các silo tên lửa phải mất nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động. Chúng ta vẫn còn phải xem Trung Quốc sẽ trang bị và vận hành chúng như thế nào. Việc Trung Quốc liên tục phát triển các hầm chứa tên lửa diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang củng cố đáng kể khả năng quân sự của mình. Mỹ gần đây cho rằng Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh vào mùa hè. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ thông tin này và cho biết đó là vụ thử nghiệm tàu vũ trụ không phải tên lửa. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức chiều hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật tin tức mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.